Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị thích mai vàng, đam mê sưu tầm vô sai nghĩ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Con Rơi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống. Dạ có giảo như ý, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi ạ. Mong quý cô chú anh chị yêu thương ủng hộ kênh Cuộc Sống Con Rơi Hậu Giang. Em xin phép được clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Em xin chào anh chủ ơi. Dạ, chào Phương, chào cô chú Hậu Giang Cần Thơ. Dạ. Em có về lô mai này mini để bàn mắc vô cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Dạ. Rồi đừng mã đâu. Số này mã số 66. 66. Giảo như ý. Dạ rồi một cặp giảo như ý nha cô chú anh chị để mình về lấy vào nhân giống của cô chú nha. Cái này mình ghép với mai con quấn rễ nha cô chú anh chị. Cái gốc mình chắc cũng khoảng hoành cho khoảng 67 á cô chú. Dạ cho em xin chiều cao luôn anh ha. Dạ. Chiều cao 40. Dạ. À. 30. Chiều cao 30 nha cô chú anh chị. Hình tròn. Hình tròn 6. Dạ. Rồi cặp này mình giao lưu giá nhiêu anh ha? Cặp giá 500 à. Dạ 500 một cặp giá như ý. Gà mã số 67. Dạ cũng là giống giả như ý nha cô chú. Cái này cái hoành to hơn xíu nha cô chú anh chị. Có củ đế luôn nha. Dạ. Quỳnh này tới 9. Dạ. Chiều cao 28. Rồi em giao lưu cặp này cũng 500 luôn. Dạ rồi. Cặp 68 cũng 68. Cặp như ý à. Cái này về tầm khoảng tuần lễ ở tháng thì mình nó lấy vô được hay không chứ gì. Dạ rồi. Quỳnh 6. Chiều cao 25. Rồi em cũng giao lưu cặp này cũng 500 luôn ạ. Dạ. Thu cặp cũng 69. 69. Cái nào mình cũng được ghép với mấy con quấn rễ trơn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Quanh lên được 7. Chiều cao 22. Rồi em cũng giao lưu 500 luôn ạ. Dạ. Mã 70. 70. Một cái máy này mình lấy mỗi mắt lá là không bo là ok nha quý anh chị ha. Dạ rồi, em xin chốt rồi. Đơn này cũng được 7. Dạ. Chiều cao được 28. Rồi em cũng giao lưu cặp này cũng 500 ạ. Xuống đi. Mã số 71 là bông siêu bông Sài Gòn. Dạ mã số 71 là siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ, này có đế nó gồm của đế đâu cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Hoành được 18. Dạ. Chén hơi siêu siêu nha cô chú anh chị. Cao 47. Ngang 55. Má siêu bông Sài Gòn má 71 giao lưu 500 ạ. Dạ 500 nha cô chú anh chị ha. Đó. Cái tròn số 72. 72. Cái này đang đi cơi đọt quá rồi cô chú anh chị có mặt. Có cái bông gì mình thấy mặt bông luôn á. Ghép được 3 chậu ghép. Cái đế nó bích miệng chậu luôn rồi thấy cô chú anh chị. Dạ rồi. Vòng được 17. Cao được 49. Ngang được 60. Mã này 72 em giao vô cũng 500 luôn ạ. Dạ 500 luôn nha cô chú chị. Cây giảo kính chào. Dạ cây nhỏ gọn thẻ bàn nha cô chú anh chị. Đế cũng quái quái nữa nha cô chú à. Ghép. Mình ghép được bao 4 bò. Dạ rồi. Vòng được 16. Cao được 33. Tăng ngàn được 55. Rồi em giao lưu này 450 à. Dạ. À mã số 74. À cũng một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. À, cái này mình ghép cũng được 3 bo. Dạ rồi em xin chết đo luôn ạ. Quanh được 15. Cao 28.
ngang 40. Mã này em giao lũ 300 ạ. Dạ. Mã 75. 75 thuộc em Sài Gòn đó hết cô chú anh chị. Cái này mình ghép cũng được 3 chọt ghép. Dạ rồi. Quành được 12. Cao 50. Ngang 53. Mã này em giao lũ 300 luôn. Dạ. Mã số 76. Mã 76. Cái này mình ghép cũng được 2 chọc ghép ha cô chú anh chị. Cái này có cái đế quái quái luôn cô chú nha. Dạ rồi. Quành 15. Cao 40. Ngang 50. Mã này em giao 350. Dạ 350. 77. Số 77 siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị nha. Cái này có được 40 ghép nha cô chú. Giờ em xin số đo luôn anh nha. Vành 13. Dạ. Cao 40. Ngang 30. Mã này em giao lũ 300 ạ. Dạ. Rồi, mã số 77. 78. 78. Một em siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. Cây nhỏ gọn. Giờ mình lấy bao cũng khá nha cô chú anh chị. Ghép được 3 chọc ghép. Dạ rồi em xin số đo luôn anh ha. Quành 13. Dạ. Cao 50. Tán ngang 30. Rồi em giao lũ 300 luôn. Dạ rồi. Mã 79. Cũng một em siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. Cây này ghép cũng được 2 chọc ghép nha cô chú. Dạ dạ. Quành 12. Cao 50. Ngang 40. Rồi mã này 79 em giao lưu cũng 300 luôn. Dạ rồi. Cái này chưa nhau. Rồi. Mã số. Mã số tâm. Dạ. 80 của cây hoa hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị ha. Ghép được 2 chục ghép. Dạ rồi. Quanh được 13. Cao 55. Ngang 40. Rồi má này em xin vô cũng 300 luôn. Dạ. Số 81. Siêu bông Sài Gòn. Dạ siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cái này mình ghép cũng được 3 bó với cô chú anh chị nha. Đế cũng có quái quái luôn hả cô chú. Dạ rồi. Quần được 13. Cao được 60. Ngang 50. Rồi mà 81 mình cũng giao lưu được 450 luôn. Dạ. Chụp hình mã số 82. Hả? Cũng một em siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. Đó, cái này ghép được 3 bò. Dạ rồi. Quành được 13. Cao 30. Ngang 50. Rồi mã này em giao lưu cũng 300 luôn. Dạ. Mã 83. Dạ 83. Cây đại lộc nha cô chú anh chị. Cây này nó cũng già lắm đó cô chú anh chị. Dạ. Một bo này đại lộc nha cô chú anh chị ha. Còn cái bo dưới này là nhánh gừng nha quý cô chú. Để trừ hơn thân mọc ra nha cô chú ha. Dạ rồi em xin chú đo luôn à. Quanh được 14. Cao 32. Tăng ngang 50. Rồi đại lộc nó cũng giao lỗ 300 luôn. Dạ. Mình giống bình lợi hết. Mã số 84. 84. Rồi. Rồi một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Ghép được 3 chọc ghép. Dạ rồi. Vành được 9. Cao 40.
1047 và mã 84 MU cũng 300 luôn. Dạ. 85 siêu bông Sài Gòn. Dạ. Cái hàng này nhỏ gọn thì mình lấy bo mười mấy 20 bo là ok thôi chứ anh chị. Cái này cũng được 30 kép. Đế nhỏ nhỏ xinh xinh như cái chứ anh chị ha. Dạ rồi, em xin số đo luôn ạ. Vành 12. Cao 60. Ngang 55. Rồi mã này em cũng vô lưu 300 luôn. Dạ. Mã số 86. Rồi cũng một em Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. Cái nào ghép được 2 trò ghép. Dạ rồi. Rồi mã ở gì 12 quặng. Rồi. Cao 48. Ngàn 45. Rồi mã này cũng giao lưu 300 luôn. Dạ 87. Rồi mã số 87. Cái này cũng 2 bo nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn ha. Vành được 12. Cao 60. Ngang 40. Rồi mã này cũng 300 luôn. À, số 88. Dạ. Một em Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Cái này mình ghép cũng được 4 bo nha cô chú nha. Có cụ đế luôn ạ. Rồi em xin số đo luôn ạ. Vành được 10. Cao 24. Ngang 35. Rồi mã 88 em cũng vô lưu 300 luôn. Dạ. 89. Mã 89. Rồi một em Sài Gòn luôn cô chú anh chị ha. Cây này mình cũng được 3 trò kiếp. À mà em xin số đo. Vành được 11. Cao 40. Ngang 30. Rồi mã 89 cũng vô 300 luôn. Dạ rồi. 90. Còn em tay thi nha cô chú anh chị, cúp tay thi. Cái này mình ghép cũng được 4 chọc ghép nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Vành được 16. Cao 45. Ngang 50. Rồi mã này cũng giao lưu 300 luôn. Dạ. Mã số 91. Một cây giả kính tròn nha quý cô chú anh chị. Cây này mình ghép cũng được 3 chậu ghép hàng dạ mùa đó quý cô chú anh chị ha. Dạ rồi em xin số đo luôn ạ. Vành được 14. Cao được 44. Ngang được 60. Rồi mã này cũng giao lưu 300 luôn. Dạ. Dạ mã số 92, một cây giảo cánh tròn luôn cô chú anh chị ha. Siêu bông Sài Gòn. Hết hai bo nha cô chú anh chị ha. Dạ. Sài Gòn là sạch tử. Rồi em xin số đo luôn anh ha. Quanh đường mười quay. Dạ, đế thì nó bo đều. Dạ. Theo bút. Ngàn 66. Rồi má này em giao lưu 450 luôn. Dạ. Dạ mã số 93. Cây này lùng lực nha quý cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn ghép phơm mây tàn, cây phơm lùng nha cô chú ha. Cây này mình ghép đủ chi đều tàn ở trơn á quý cô chú anh chị. Đang đi thêm cây đọt mới luôn nha cô chú ha. Cây này mình ghép rất là nhiều chột ghép chi tai tứ diện luôn ạ. Dạ rồi, em xin số đo luôn anh ha. Vành được 21. Chiều cao được 70. Toàn ngàn được 16. Rồi mã 93 em giao lô là 1.6 luôn. Mã số. Rồi mã số 94. Cái này cũng ghép với phơm mây tàn, cây tàn thông phơm cao hơn hết cô chú anh chị. Cây siêu bông Sài Gòn.
Mấy cái bao ghép là có cái điếu thuốc hết trơn rồi nha cô chú anh chị ha. Cây này hết thân thấp luôn hả? Dạ rồi, em xin số đo luôn nha. Vành được 24. Chiều cao được 1m. Tăng ngang được 90. Rồi mã số 94 em giao luôn là 1.7 triệu. Dạ. Siêu bông Sài Gòn 1.7 triệu nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Dạ. Mã số 94 là mã của clip cuối cùng của em hôm nay ạ. Dạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.